Vũ Ngân Hà, 23 tuổi, ở Giảng Võ, Hà Nội, vừa mổ cận thị được hơn 1 tháng. Hôm nay là ngày Hà được các bác sĩ hẹn tái khám. Trước khi mổ cận thị thì mọi sinh hoạt của Hà đều phụ thuộc hoàn toàn vào kính. Sau khi tìm hiểu thì Hà đã quyết định lựa chọn phương pháp mổ Relax Smile để giải phóng cho đôi mắt cận thị của mình. Mình cận từ 7 cho đến 8 độ. Và cái việc mà cận nặng như thế thì cuộc sống nó rất là bất tiện. Sau khi mổ thì cái thời gian hồi phục nhanh hơn là mình tưởng. 2 cho đến 3 ngày thì có thể tháo cái kính bảo hộ và nhìn như bình thường. Và lúc đấy thì thấy là đúng là kiểu một cuộc sống mới. Relax Smile, phương pháp phẫu thuật khúc xạ sử dụng tia laser tân tiến nhất trên thế giới tính đến thời điểm này. Cơ chế phẫu thuật đúng như tên gọi của nó, rút một lớp mô mỏng có hình dạng thấu kính qua đường rạch nhỏ. Đây là phương pháp phẫu thuật hoàn toàn không sử dụng dao, không lật vạt giác mạc, không đau và mang tới cho bệnh nhân cảm giác hoàn toàn nhẹ nhàng. Relax Smile là phương pháp mà không tạo vạt giác mạc, nên là những cái theo dõi cũng như là cái kiêng cữ của bệnh nhân phía sau, hoàn toàn mình không phải lo lắng về việc là có sợ nhăn vạt hay lệch vạt gì hay không. So với các phương pháp khác thì Relax Smile là đường mổ nhỏ nhất, can thiệp về giác mạc là ít nhất, nên là cái sự hồi phục sau mổ cũng là ngắn nhất. Khô mắt, nhìn mờ xương là hiện tượng có thể gặp sau phẫu thuật Relax Smile. Nguyên nhân là bởi cơ chế của phương pháp phẫu thuật này đã bóc tách một phần lõi nội mô, nên sau phẫu thuật, giữa hai lớp giác mạc tồn tại một khoảng trống được lấp đầy bằng nước. Lớp nước này cần thời gian để tiêu đi, giúp hai lớp giác mạc kết dính với nhau hoàn toàn. Tình trạng này sẽ cải thiện dần theo thời gian, tuy từng cơ địa của từng người bệnh mà có thể chỉ mất vài ngày, nhưng cũng có bệnh nhân cần một vài tháng. Sau giai đoạn này, thị lực của mắt sẽ ổn định và rõ nét. Cũng theo các chuyên gia nhãn khoa, dù có điều trị tật khúc xạ bằng bất cứ phương pháp nào, người bệnh cũng cần có chế độ học tập và làm việc trong môi trường đầy đủ ánh sáng để mắt đúng tầm nhìn, cho mắt nghỉ ngơi, thư giãn để tránh việc tái cận sau khi mổ.